Xin chào những người nghe mừng sổ màu quỷ đỏ, chúc anh em một ngày vui vẻ. Những thông tin về trận đấu gặp Leicester và những người siêu giàu đang muốn mua lại Man United sẽ là những tin chính có trong bản tin hôm nay. MU và Leicester trận cầu nhiều bàn thắng. Lúc 21 giờ ngày hôm nay, Man United sẽ mai phục tại Old Trafford chờ tiếp Leicester ở vòng 24 Premier League. Nói về trận đấu giữa Man United và Leicester, chuyên gia bóng đá Mike Danny nhận định đó sẽ là trận cầu tấn công hấp dẫn. Man United dĩ nhiên là đội mạnh hơn, nhưng bất chấp phong độ tuyệt vời gần đây, đặc biệt là trên sân nhà, Man United vẫn còn điểm yếu ở hàng phòng ngự. Trong khi đó, Leicester dường như đã hồi sinh kể từ khi James Maddison trở lại. MU vẫn đang gặp khó về lực lượng khi một loạt trụ cột phải vắng mặt vì chấn thương như Donny van de Beek, Eriksen, Martial hay là Anthony và có thể là cả Scott McTominay. Trong khi đó, Casemiro phải tiếp tục làm khán giả vì thẻ phạt. Tuy nhiên, hãng thống kê Opta thì nhận định xác suất thắng trận của Man United vẫn lên đến 44,2%, khá cao so với con số chỉ 28,7% khả năng giành trọn vẹn 3 điểm của đội khách Leicester. Cơ sở cho đánh giá này chính là phong độ khá ổn định của Man United với 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có trận hòa không đều với Barca tại Europa League hồi giữa tuần. Chuyên gia bóng đá Andrew Danelli nhận định Man United được đánh giá cao hơn hẳn Leicester. Trừ lượt trận đầu tiên, Man United không thua một trận sân nhà nào ở Premier League mùa này. Ở trận đấu này, Leicester sẽ mất hai cầu thủ là James Justin và Ryan Bertrand vì chấn thương, nhưng Quỷ Đỏ rất dễ phải trả giá đắt nếu đánh giá thấp Leicester. Đội khách đang cực kỳ hưng phấn sau hai chiến thắng đậm đà liên tiếp trước Aston Villa 4-2 và Tottenham Hotspur 4-1 tại Premier League. Huấn luyện viên Brendan Rodgers đã vô cùng mừng rỡ khi James Maddison trở lại kịp thời ở giai đoạn quan trọng này và đang có phong độ rất tốt. Tiền vệ tấn công tuyển Anh đã chen chân vào top 8 tại sân bàn hàng đầu Premier League với 9 bàn và cũng là chân truyền số 1 của đội với 5 kiến tạo. Ngoài ra, Leicester còn một ngòi nổ rất quan trọng mà các cầu thủ MU phải cảnh giác là Harvey Barnes, người đã có 8 bàn thắng từ đầu mùa giải. Nhìn chung, các chuyên trang bóng đá thể thao lớn nhất thế giới nhận định trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng và tỷ số được dự đoán nhiều nhất là 3-1 dành cho Man United. Còn anh em thì dự đoán kết quả trận đấu này sẽ là bao nhiêu nhỉ? MU quyết mua siêu tiền đạo trẻ. Man United đang cần bổ sung lực lượng cho hàng công và đã được liên kết với rất nhiều chân sút chất lượng. Theo tờ Record, Quỷ Đỏ đã tiếp cận người đại diện Jorge Mendes về việc chuyển nhượng ngôi sao của Benfica, Gonçalo Ramos trong mùa hè năm 2023. Cầu thủ 21 tuổi đang có phong độ tuyệt vời cho Benfica mùa này, ghi 18 bàn và kiến tạo 8 bàn sau 30 trận. Anh cũng đã chơi xuất sắc cho Bồ Đào Nha tại World Cup với cú hat-trick ở vòng 16 đội. Tờ Record báo cáo rằng Man United rất muốn ký hợp đồng với Ramos và đã liên hệ với Mendes, người đại diện của cầu thủ này, để thảo luận về một động thái tiềm năng. Tuy nhiên, Benfica được cho là sẽ không lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào dành cho trụ cột của mình cho đến khi kết thúc chiến dịch. Ở giải V League quốc gia, họ hiện đang hơn kình địch Porto 5 điểm. Ramos hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng trong dài hạn của Man United. Erik ten Hag cần một sát thủ như ngôi sao của Benfica, trong bối cảnh Anthony Martial cùng Gabriel Jesus không thể nắm bắt cơ hội ở mùa giải này. Hiện tại, có một điều khoản giải phóng trị giá 107 triệu bảng trong hợp đồng của Ramos và thời gian tới là cơ hội để Quỷ Đỏ thương lượng. MU đã từ chối chiêu mộ Neymar. Đội chủ sân Old Trafford từng có cơ hội sở hữu chữ ký của ngôi sao người Brazil trong quá khứ. Theo tiết lộ từ truyền thông Pháp, Manchester United là một trong 5 câu lạc bộ mà người đại diện của Neymar đã tiến hành đàm phán nhằm thảo luận về một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng vào mùa hè tới. Nhưng thực tế, ngôi sao người Brazil đã có cơ hội tiếp cận Old Trafford từ nhiều năm trước. Tờ Express dẫn nguồn từ The Independent cho hay Man United đã được đề nghị một thỏa thuận trao đổi cầu thủ có liên quan đến Neymar vào năm 2019. Cụ thể, Quỷ Đỏ sẽ có được sự phục vụ của ngôi sao người Brazil. Ở chiều hướng ngược lại thì Paul Pogba phải chuyển đến Paris Saint-Germain. Rốt cuộc, thương vụ này đã đi vào ngõ cụt, xuất phát từ hai lý do đến từ phía Quỷ Đỏ. Trước tiên là vấn đề tài chính. Mức lương khi ấy của Neymar được cho là rơi vào khoảng 900.000 bảng trên tuần và Man United không muốn tiếp tục phá vỡ cấu trúc lương của mình sau khi đã phá lệ vì Sanchez. Đồng thời, cựu phó chủ tịch của Man United, Ed Woodward, hoàn toàn không có ý định cho phép Pogba rời khỏi Old Trafford.
bước ngoặt giúp Rashford thăng hoa. Marcus Rashford đang có phong độ đẳng cấp thế giới kể từ khi World Cup 2022 kết thúc. Theo đó, tiền đạo người Anh ghi được 14 bàn thắng trên mọi đấu trường sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở Qatar. Người hâm mộ cũng như giới chuyên môn tin rằng Rashford đang chơi hay, một phần là do Ronaldo đã không còn là thành viên của Man United. Sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan vào tháng 11 năm 2022 dẫn đến việc anh bị chấm dứt hợp đồng, huyền thoại 38 tuổi đã chỉ trích chủ sở hữu đội bóng Erik Ten Hag và toàn bộ đội bóng nói chung trong nỗ lực tìm kiếm một bến đỗ khác. Siêu sao tấn công người Bồ Đào Nha sau đó đã thỏa thuận gia nhập Al Nassr ở Saudi Arabia trong hợp đồng khổng lồ với mức lương trị giá 173 triệu bảng mỗi năm. Sau sự ra đi của Ronaldo, Rashford dường như tìm lại được phong độ tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Thật vậy, tuyển thủ Anh thậm chí còn vừa cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải, 22 bàn, dù kỳ đỏ còn nhiều trận đấu ở phía trước. Không có Ronaldo, cầu thủ người Anh ghi 15 bàn sau 25 trận, tức cứ sau 123 phút lại có một bàn. Ngược lại, Rashford chỉ ghi được 12 bàn sau 42 trận, tức là một bàn sau 204 phút khi sát cánh với cựu tiền đạo Real Madrid. Các số liệu thống kê tấn công khác cũng tăng mạnh khi Rashford thực hiện nhiều cú sút hay dứt điểm hơn, với trung bình là 3,2 cú sút mỗi 90 phút so với 1,7 khi Ronaldo có mặt trong đội hình. Xét về tỷ lệ sút trúng mục tiêu sau 90 phút, con số này tăng lên từ 1,2 lên đến 2,9. Vì vậy, có thể khẳng định vai trò của Rashford đã thay đổi và dần phát triển trở thành chân sút chủ lực của Man United. Rashford phải làm nhiều công việc phòng ngự hơn để hỗ trợ Ronaldo khi CR7 còn ở Old Trafford. Tuyển thủ Anh đồng thời trở chỗ, hoạt động xa vòng cấm nhiều hơn để bù đắp cho khả năng pressing có phần hạn chế của Ronaldo. Giờ đây, Rashford ít chạm bóng hơn mỗi 90 phút, nhưng lại chạm bóng nhiều hơn trong vòng cấm của đối phương. Điều này càng làm nổi bật sự thay đổi của cầu thủ 25 tuổi. Số 10 của Manchester United tập trung nguồn năng lượng để duy trì mối đe dọa ở 1/3 cuối sân. Khi ấy, anh để lại nhiều công việc sáng tạo hơn cho Bruno Fernandes hoặc Eriksen. Vai trò này có thể thấy rõ ở Camp Nou, khi ấy Weghorst phải chơi lùi sâu hơn để nhường đất diễn cho Rashford. Rốt cuộc, Rashford tiếp tục bùng nổ khi ghi bàn trong trận hòa 2 đều với một pha dứt điểm lạnh lùng tung lưới Ter Stegen ở góc cực hẹp. Phía trước Man United là một tuần quan trọng, bắt đầu bằng trận đấu phải thắng trước Leicester City ở Wembley. Tiếp theo là trận playoff lượt về Europa League với Barcelona và kết thúc bằng trận chung kết Carabao Cup gặp Newcastle. Ở đó, Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ lại kỳ vọng nhiều vào Rashford. Tỷ phú Qatar muốn mua MU giàu cỡ nào? Vị tỷ phú sinh ra trong một gia đình hoàng gia muốn đưa Quỷ Đỏ trở lại những vinh quang trước đây cả trong và ngoài sân cỏ. Cuộc đua mua lại Manchester United đã trở nên rõ ràng hơn vào tối 17 tháng 2 khi một tập đoàn do Qatari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, chủ tịch ngân hàng Hồi giáo Qatar QIB đứng đầu, thông báo rằng họ đã gửi lời đề nghị kiểm soát hoàn toàn câu lạc bộ này. Thông cáo báo chí của ông cho biết ngay trước khi thời hạn dự thầu kết thúc vào 22 giờ tối 17 tháng 2, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani hôm nay đã xác nhận việc nộp hồ sơ dự thầu mua 100% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Tuyên bố không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về số tiền được đề xuất trong cuộc đấu thầu câu lạc bộ, nhưng mức giá được đưa ra có thể là đạt mức kỷ lục 6 tỷ USD. Theo tuyên bố của quỹ Nitro thuộc sở hữu của Sheikh Jassim cho biết, thông tin chi tiết về giá thầu sẽ được công bố khi thích hợp và khi quá trình đấu thầu tiến triển thêm. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani cho biết ông có ý định mua toàn bộ câu lạc bộ chủ sân Old Trafford và khôi phục Quỷ Đỏ trở lại những vinh quang trước đây cả trong và ngoài sân cỏ. Cuộc đấu thầu này sẽ hoàn toàn không có nợ thông qua quỹ Nitro của Sheikh Jassim. Tổ chức này sẽ tìm cách đầu tư vào các đội bóng, trung tâm đào tạo, sân vận động và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, trải nghiệm của người hâm mộ và cộng đồng mà câu lạc bộ hỗ trợ. Ông Sheikh Jassim, con trai của một cựu thủ tướng Qatar, từng được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng gia ưu tú của Anh ở Sandhurst. Ông là thành viên của gia đình Hoàng gia với tổng tài sản ròng ước tính là khoảng 335 tỷ USD, con số này cao hơn gần 300 lần tổng tài sản của Messi, khoảng 620 triệu USD và Ronaldo là 490 triệu USD cộng lại. Ngoài Qatar, tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe, người sáng lập công ty hóa dầu Ineos, là người duy nhất còn lại được xác nhận tham gia đấu thầu. Giới chủ ở Ả Rập Xê Út và tỷ phú Elon Musk
đã không tham gia dự thầu như những lời đồn đoán trước đó. Theo trang Foot Mercato, Sir Jim Ratcliffe đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 4 tỷ bảng để mua Manchester United, thấp hơn nhiều so với con số 6 tỷ bảng mà nhà Glazer mong muốn để bán câu lạc bộ chủ sở Old Trafford. Tuy nhiên, trái ngược với nỗ lực nắm toàn quyền kiểm soát Manchester United của Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, Sir Jim Ratcliffe ra giá 4 tỷ bảng với mong muốn có quyền sở hữu đa số câu lạc bộ. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.